Hơn 40 năm, chiến tranh tưởng đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những hy sinh thầm lặng và máu vẫn đổ cho cuộc sống bình yên. Những ngày qua, đồng chí, đồng đội, bà con láng giềng, người thân cùng dư luận xã hội thực sự xúc động và tiếc thương trước tấm gương hy sinh của ba đồng chí cán bộ công an trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ngày 9 tháng 1, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an phát đi thông báo về vụ việc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Theo đó, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh. Được biết, vụ việc lần này là sự tiếp nối các hành động vô pháp, vô thiên của số đối tượng chống đối trong cái gọi là Tổ Đồng Thuận do Lê Đình Kình cầm đầu, lôi kéo nhiều đối tượng tham gia, gây mất an ninh trật tự trong 2 năm vừa qua tại xã Đồng Tâm. Vụ việc này một lần nữa khẳng định bản chất chống đối vì lợi ích cá nhân, bất chấp pháp luật của số đối tượng trong Tổ Đồng Thuận, cũng như sự kích động của số đối tượng phản động trong và ngoài nước. Nhìn lại những năm gần đây, có không ít cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu phòng chống tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Phía sau sự hy sinh của các anh là sự mất mát của gia đình, người thân, đơn vị. Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống, các anh vẫn dũng cảm nhận về mình những nhiệm vụ nguy hiểm. Giữa thời bình, nhưng máu của những chiến sĩ công an, những cán bộ quân đội vẫn đổ. Các anh nằm xuống trong lòng đất mẹ để giữ cho cuộc sống thanh bình, để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Sự hy sinh đó thực sự thiêng liêng.